Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kính thưa quý vị và anh chị em, hôm nay là ngày thứ năm tuần thánh, Tam Nhật Thánh, bắt đầu với thánh lễ tiệc ly. Trong đó, chúng ta cử hành biến cố Chúa lọc phép thánh thể dưới hình bánh và rượu. Chúa Kitô ban mình và máu Ngài và tự hiến như tế vật của giao ước mới để giải thoát nhân loại khỏi tội lỗi. Ngài chấp nhận cái chết trên thập giá và biến cái chết ấy thành một cử chỉ yêu thương. Chúa tự nguyện chấp nhận đau khổ và chịu chết với tất cả tình thương của Ngài. Buổi sáng tại Vatican cũng như tại nhiều nơi trên thế giới đã có thánh lễ dầu, trong đó các linh mục lặp lại lời khấn linh mục của mình và tham dự trong nghi thức lọc phép các vại dầu. Lúc 9:30 sáng, Đức Thánh Cha đã cử hành lễ dầu tại đền thờ Thánh Phêrô. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã nói với các linh như sau: Chúa Kitô không thống trị nhưng Ngài đến để phục vụ, không chiếm hữu nhưng cho đi. Điều ấy phải được thể hiện thế nào trong tình trạng nhiều khi bi thảm của giáo hội ngày nay? Mới đây, một nhóm linh mục tại một nước Âu Châu đã công bố lời kêu gọi bất tuân phục, đồng thời đưa ra những thí dụ qua đó người ta có thể biểu lộ sự bất tuân phục ấy. Sự bất tuân phục làm ngơ không biết đến những quyết định chung của huấn quyền hội thánh. Ví dụ trong vấn đề truyền chức cho phụ nữ mà Đức Chân Phước Giáo Hoàng Phaolô Đệ Nhị đã tuyên bố một cách không thể hồi lại rằng giáo hội không hề được Chúa cho phép về vấn đề này. Phải chăng bất tuân phục là con đường để canh tân giáo hội ư? Trong thái độ bất tuân phục như thế, ta có thể nhận ra điều gì trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô hay không? Sự đồng hình đồng dạng ấy là một điều kiện tiên quốc phải có để canh tân đích thực, hay chỉ là một sự thúc đẩy tuyệt vọng, làm một cái gì đó để biến đổi giáo hội theo ước muốn và tư tưởng riêng của chúng ta? Anh em thân mến, rõ ràng là sự trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô là điều kiện phải có và là nền tảng của mọi sự canh tân. Nhưng có lẽ hình ảnh của Chúa Kitô nhiều khi đối với chúng ta quá cao cả và lớn lao, khiến chúng ta không dám lấy Ngài làm mẫu mực. Chúa biết điều đó. Vì thế, Ngài đã dự trù những bản dịch để sự cao cả và lớn lao của Ngài trở nên gần gũi và vừa tầm hơn đối với chúng ta. Chính vì thế, Thánh Phaolô không ngại nói với các cộng đoàn của Ngài rằng: Anh chị em hãy bắt chước tôi, nhưng tôi thuộc về Chúa Kitô. Thánh nhân là một bản dịch lối sống của Chúa Kitô đối với các tín hữu của Ngài, lối sống mà họ có thể thấy và họ có thể noi theo. Từ Thánh Phaolô qua dòng lịch sử, liên tục có những bản dịch như thế về đời sống của Chúa Giêsu trong những nhân vật lịch sử sinh động. Các linh mục, chúng ta có thể nghĩ đến một hàng ngũ đông đảo các linh mục thánh thiện đã đi trước để chỉ đường cho chúng ta. Tại đền thờ Thánh Gioan Laterano lúc 17:30, Đức Thánh Cha đã cử hành thánh lễ tiệc ly và rửa chân cho 12 linh mục của giáo phận Roma. Thứ năm tuần thánh không chỉ là ngày thiết lập bí tích thánh thể cực thánh, mà vẻ huy hoàng đã vượt lên tất cả những điều khác và cách nào đó đã thu hút hết các chú ý. Thứ năm tuần thánh cũng thuộc về bóng tối của núi cây dầu mà Chúa Giêsu cùng các môn đệ của Ngài đã đến đó. Sự cô đơn và bị bỏ rơi của Chúa Giêsu đứng trong lời cầu nguyện đã tiến ra đương đầu với bóng tối của cái chết, sự phản bội của Judas. Chúa Giêsu đã bị bắt và bị Phêrô chối Ngài. Bản cáo trạng của Ngài trước công nghị Do Thái bàn giao cho các dân ngoại mà đại biểu là Philato. Chúng ta hãy cố gắng để hiểu sâu sắc hơn một cái gì đó về những sự kiện này, vì trong đó mầu nhiệm cứu chuộc của chúng ta đã diễn ra. Chúa Giêsu đi ra vào ban đêm, đêm biểu thị của sự thiếu trao đổi
một tình huống mà mọi người không nhìn thấy nhau. Nó biểu tượng cho sự không thông hiểu nhau, cản trở sự thật. Đó là nơi mà cái ác thường phải ẩn giấu trước ánh sáng có thể phát triển. Chính Chúa Giêsu là ánh sáng và sự thật, là truyền thông, là sự tinh tuyền và vẻ đẹp. Ngài dẫn mình vào trong đêm tối. Đêm nói cho cùng là một biểu tượng của cái chết, của sự mất mát tuyệt đối của tình nghĩa và đời sống. Chúa Giêsu dẫn mình vào trong tăm tối để vượt thắng nó và khai mạc một kỷ nguyên mới của Thiên Chúa trong lịch sử nhân loại. Kính thưa quý vị và anh chị em, người Công giáo trên thế giới, dù ở bất cứ nơi đâu, trong khi chuẩn bị mừng lễ Phục sinh, đều hướng lòng và lời cầu nguyện của họ đến Thánh địa, nơi Chúa Kitô đã xuống thế làm người, đã bôn ba trên khắp các miền thập tỉnh để rao giảng tin mừng, đã chịu đánh đòn, hạ nhục và chết trên thánh giá. Chúng tôi xin được giới thiệu hầu quý vị một vài hình ảnh về những gì đang diễn ra tại Jerusalem trong những ngày này. Kính thưa quý vị và anh chị em, lúc 8 giờ sáng ngày thứ Năm tuần thánh, cha Pier Battista Pizzaballa, thủ lĩnh đoàn hiệp sĩ quản thủ thánh mộ, thường được gọi là Custos, đã cử hành thánh lễ tiệc ly tại nhà thờ mộ Chúa, nơi Ngài đã rửa chân cho 12 bé trai. Đã có một sự sút giảm trầm trọng khách hành hương tại thánh địa trong năm nay. Vào ngày thứ Năm tuần thánh năm ngoái, đã có ít nhất 700 người tham dự thánh lễ tiệc ly tại đây. Năm nay, số tín hữu tham dự chỉ còn gần 300 người. Lễ kính viếng phòng tiệc ly nơi Chúa Giêsu đã rửa chân cho 12 môn đệ và dùng bữa ăn cuối cùng với họ trước khi bị bắt nộp cho hội đồng công tọa Do Thái. Từ 9 giờ tối là đêm canh thức tại vườn cây dầu, nơi Chúa Giêsu đã cầu nguyện và lo buồn đổ mồ hôi máu. Đêm canh thức tại vườn cây dầu được hơn 20 đài truyền hình truyền trực tiếp đi khắp thế giới.